Vâng, với video tiếp theo thì bên em này tiếp tục setup một bộ hát karaoke rất chia đẳng cấp, nó gồm một đôi Audio Center PF 12 cộng và một quả súp JBL Passion 12, đó là một trong những dòng súp đẳng cấp. Và chiếc đẩy bãi CAF thương hiệu của Mỹ, dòng này là chạy sò sắt nên là tiếng rất chi là hay. Và một chiếc vang số cài đặt setup vào bộ hát karaoke này thì tiếng mic của nó rất chi là dẻo và sáng tiếng. Và nói về thương hiệu của dòng Audio Center PF 12 cộng này thì đó là một trong những ông vua của làng ca hát karaoke. Và giờ đây em sẽ alo một vài câu để các bác cảm nhận được cái chất âm lời ca tiếng hát của dòng Audio Center và những bộ mic bãi. Hello, 1 2 3 4 5. Hello. Nói chung là tiếng lời của sản phẩm Audio Center này thì nó rất xin là hay. Và em sẽ setup nhạc nhé, mời các bác cảm nhận được cái chất âm của dòng Audio Center. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke, các bác cứ liên hệ với bên em qua hai số hotline bên trên nhé.